Chi bộ Hợp tác xã chè Hảo Đạt là tổ chức đảng đầu tiên trong tỉnh và cũng là một trong 6 tổ chức đảng trên địa bàn được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn thành lập theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, tổ chức vào tháng 2 năm 2023. Sau gần nửa năm đi vào hoạt động, tổ chức đảng này đã dần khẳng định được vai trò của mình khi doanh thu 6 tháng đầu năm nay của hợp tác xã tiếp tục tăng 15% so với cùng kỳ. Uy tín của đơn vị cũng ngày càng được nâng cao. Khi thành lập mà hợp tác xã thì đã có tổ chức công đoàn, sau đó thì có 50 thành viên công đoàn thì chúng tôi sẽ thành lập luôn là chi bộ hợp tác xã. Thì nói đến hợp tác xã chè Hảo Đạt có chi bộ, từ quần chúng cho đến đảng viên sẽ nhận thức thống nhất với nhau trên những quan điểm mà để cho hợp tác xã phát triển. Qua quá trình thành lập được hơn nửa năm nay thì chúng tôi đánh giá là cái mô hình chi bộ hợp tác xã cũng hết sức là quan trọng, bởi vì nó gắn cái việc sản xuất kinh doanh của hợp tác xã với gắn với cái công tác đảng, công tác của chi bộ. Còn đối với doanh nghiệp này, thành lập tổ chức đảng là dấu mốc quan trọng trong hơn 10 năm phát triển và cũng cho thấy bước chuyển lớn trong nhận thức và quyết tâm chính trị của ban lãnh đạo đơn vị. Bởi thực tế, việc thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn gặp nhiều rào cản, nhất là băn khoăn của chủ doanh nghiệp giữa lợi ích kinh tế và lợi ích xây dựng và phát triển tổ chức đảng. Tuy vậy, nhờ xác định rõ mục đích thành lập nên hiệu quả hoạt động của chi bộ sau khi thành lập là rõ nét. Từ khi thành lập bây giờ thì toàn bộ các cán bộ trong chi bộ đảng của tôi là thường xuyên họp và thống nhất chương trình hành động, và sự thống nhất của các đảng viên như thế thì từ trên xuống dưới của chi bộ đảng thì cũng đã góp phần cho doanh nghiệp phát triển hơn. Nâng cao về số lượng, chú trọng về chất lượng, đồng thời quan tâm chỉ đạo thành lập ngay tổ chức đảng đối với những doanh nghiệp có đủ điều kiện là giải pháp trọng tâm được Ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã thành lập được 6 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 1 đảng bộ trực thuộc thành ủy và 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy các xã phường. Có 34 đảng viên ở các doanh nghiệp tư nhân và 4 đảng viên là chủ doanh nghiệp được kết nạp đảng. Qua đó nâng số doanh nghiệp có tổ chức đảng lên 74 doanh nghiệp với gần 2.500 đảng viên, chiếm gần 9% tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các cấp ủy, các đoàn thể, nhất là trong các doanh nghiệp về cái vị trí và cái vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp mà đã có tổ chức đảng thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là củng cố, kiện toàn các cái cấp ủy, giúp đỡ cho các cái cấp ủy hoạt động có hiệu quả và gắn cái nhiệm vụ của các cái doanh nghiệp vào trong cái hoạt động của các cái chi bộ. Với hơn 2.500 doanh nghiệp, việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Từ thực tiễn kinh nghiệm của Đảng bộ thành phố cũng đã cho thấy tổ chức đảng luôn giữ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trong doanh nghiệp với mục tiêu quan trọng nhất là vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và trở thành động lực phát triển của địa phương.